5 trận đấu và đó đều là 5 thất bại dành cho đội bóng chủ nhà ngày hôm nay, Đà Nẵng Dragons. Và ngày hôm nay họ sẽ tiếp tục đứng trước một thử thách khác mang tên Hồ Chí Minh City Wings, đội bóng mà đang cùng Sang Hít chiếm lĩnh ngôi vị đầu bảng với 5 chiến thắng và 1 thất bại. Đây là trận đấu thứ 2 của hai đội bóng tại VDM này và đây cũng là cuộc đối đầu cuối cùng của hai đội bóng này tại regular season. Ở trận đấu trước thì Đà Nẵng Dragons dù đã rất cố gắng, họ vẫn không thể tránh khỏi một trận thua với tỷ số 80-61 tại nhà thi đấu Hồ Xuân Hương. Và nhân vật chính ngày hôm đó bên phía Hồ Chí Minh City Wings đó chính là Devon Thomas với 29 điểm và đã gieo sầu cho đội bóng Sông Hàn. Với những ngoại binh chất lượng như Thomas hay là Parson, kèm theo đó là đầu tàu Vincent Nguyễn cùng dàn nội binh đang chín người của City Wings. Sau những mùa giải vừa qua thì cuối cùng Hồ Chí Minh City Wings cũng đang dần lấy lại được hình bóng của một đội bóng lớn tại VBA. Lối chơi của Wings thì mang đậm nét tập thể, họ không có quá nhiều những cá nhân nổi bật. Tuy nhiên, mỗi khi được sử dụng thì các cầu thủ luôn biết cách để lại dấu ấn của mình trong trận đấu. Và điều đó chỉ có thể đến từ niềm tin từ từng cầu thủ với nhau trong đội ngũ của City Wings. 12,8 turnover sau mỗi trận đấu, đó là chỉ số turnover trung bình của City Wings. Và họ cũng đang là đội bóng có lần mất bóng ít nhất tại VBA năm nay. Điều đó cũng khá dễ hiểu bởi có lẽ City Wings đang sở hữu tới hai cầu thủ có khả năng cầm bóng tốt. Đó chính là Devon Thomas và Vincent Nguyễn. Đây là hai cầu thủ luôn biết cách làm gì trong mỗi đợt tấn công của đội bóng này. Có lẽ trong trận đấu ngày hôm nay, sau chiến thắng trước chính Đà Nẵng Dragons ở trận đấu trước của mình thì Hồ Chí Minh City Wings cũng biết cách làm thế nào để hạn chế tối đa sức mạnh của đội bóng Đà Nẵng Dragons. Có lẽ chính đến từ vị trí của Kenneth Mitchell, trung phong cao tới 2m04 của đội bóng Đà Nẵng Dragons và có cân nặng lên tới 114 cân. Những tình huống bô dắp của Kenneth Mitchell là sức mạnh của Đà Nẵng Dragons và ngày hôm nay thì Hồ Chí Minh City Wings cần phải làm nhiều hơn để có những sự hỗ trợ tốt hơn dành cho Parson để có thể truy cản được trung phong này. Còn về đội bóng chủ nhà Đà Nẵng Dragons, rõ ràng họ đang gặp rất nhiều vấn đề sau những trận đấu đã qua với 5 thất bại của mình. Lối chơi small ball của huấn luyện viên Phan Anh Cảnh chưa thực sự để lại nhiều dấu ấn. Có lẽ được có đến từ việc các tay ném của Đà Nẵng Dragons chưa thực sự có một phong độ ổn định. Những cầu thủ quan trọng như Michael Soy hay Triệu Hồng Minh chưa thực sự có cảm giác tốt trong những lần ra tay ở những trận đấu đã qua. Đặc biệt chúng ta có thể nhìn vào chỉ số của Michael Soy. Tỷ lệ 3 điểm của cầu thủ này hiện tại mới chỉ dừng lại ở con số 30%. Tất nhiên đây là 3 điểm cao nhất của đội bóng Đà Nẵng Dragons. Tiếp đến là vấn đề thể lực của cầu thủ quan trọng nhất của Đà Nẵng Dragons. Năm nay đã 36 tuổi với cân nặng lên tới 114 cân. Thì rõ ràng khi mà đã phải cày ải quá nhiều ở những thời gian đầu tiên thì ở những thời điểm quan trọng ở hiệp 4 thì Mitchell thường tỏ ra hụt hơi trước đối thủ với matchup của mình. Và theo tôi thì trận đấu này có lẽ điều quan trọng nhất của Đà Nẵng Dragons không phải đến từ những cú ném, không phải đến từ những đường chuyền mà có lẽ đến từ chính tinh thần và tâm lý của các cầu thủ của Đà Nẵng Dragons. Họ đã nhận thất bại tới 5 trận đấu và ngày hôm nay thì dường như họ cũng chẳng còn gì để mất cả. Và chúng ta hãy cùng chờ xem ông Phan Thanh Cảnh sẽ làm như thế nào để những học trò của mình có thể tự tin và mang về một chiến thắng tại nhà thi đấu quân năm ngày hôm nay. Nếu các bạn nói rằng đây là một trận đấu dễ dàng của City Wings thì cá nhân tôi không suy nghĩ vậy. Đà Nẵng Dragons họ sẽ biết cách vùng dậy đúng lúc và đây chính là thời điểm đó. Chúng ta hãy cùng chờ kết quả của trận đấu này sau 4 hiệp thi đấu sắp diễn ra. And now let's give a warm welcome to the visiting team, Ho Chi Minh City Wings. Number 0 Richard Devon Thomas, number 1 Emrodovic Chí Anh, number 3 Nguyễn Quang Vinh, number 4 Huỳnh Thanh Tâm, number 7 Nguyễn Huỳnh Hải, number 13 Jason Tyler Parson, number 14 Lê Ngọc Tú, number 20 Tân Hải Đăng, number 21 Bùi Anh Khoa, number 23 Vũ Đoàn Minh Phương, number 33 Cao Đắc Luận, number 98 Trần Văn Trung. Huấn luyện viên trưởng của đội là ông Eric Onsen, head coach Mr. Eric Onsen and assistant coach Mr. Huỳnh Phước Vĩnh. Vâng, Đà Nẵng ơi, Đà Nẵng ơi, Đà Nẵng ơi! Ngay bây giờ sẽ là giờ phút tuyệt vời, giờ phút mà tất cả các bạn đã phải chờ đón rất lâu rồi để chứng kiến tại nhà thi đấu quân khu 5 trong buổi tối ngày hôm nay. Hãy chào đón thật nồng nhiệt các cầu thủ đến từ Đà Nẵng Dragons! Number 0, Trần Xuân Hoài Bảo! Number 3, Michael Soi! Number 5, Mai Phước Thịnh. Number 11, Ewa Horton. Number 12, Triệu Hùng Minh.
Number 14, Dao Lobson. Number 15, Kenny Mitchell. Number 23, Fab Đức Kiên. Number 29, Dương Minh Trí. Number 77, Nguyễn Kỳ Quan. And number 98, Triệu Hán Minh. Xin được trân trọng giới thiệu huấn luyện viên trưởng của đội là ông Phan Thanh Cảnh, head coach Mr. Phan Thanh Cảnh and assistant coach Stephen Nguyễn Tuấn Tú. Và ngay bây giờ chúng tôi xin được kính mời quý vị đại biểu, quý vị khách mời cùng tất cả các bạn cổ động viên đứng lên làm lễ chào cờ. Everyone please remain standing for the national anthem. Quốc ca. Một trận đấu của đội bóng đang đứng ở vị trí số 1 trên bảng xếp hạng là Hồ Chí Minh City Wings đối đầu với đội bóng đang toàn thua cả 5 trận và đứng ở vị thứ 7. Đó chính là đội bóng chủ nhà Đà Nẵng Dragons. Đây chắc chắn sẽ là một trận đấu không còn gì để mất của đội bóng chủ nhà, bởi vì dường như họ chỉ có giành chiến thắng mới có thể tiếp tục nuôi tiếp hy vọng một tấm vé vào vòng đấu playoff. Còn Hồ Chí Minh City Wings họ đang có những tháng ngày rất hạnh phúc cùng ông Eric Oceans. Và trên màn của chúng ta là 5 cầu thủ sẽ ra sân trong đội hình chính thức của đội bóng làm khách Hồ Chí Minh City Wings. Số 0 Richard Thomas, số 1 Chí Anh, số 3 Vincent Nguyễn, số 13 Thalen Parson và số 98 là cầu thủ trẻ Trần Văn Trung. Còn đây là 5 cầu thủ sẽ xuất phát trong đội hình đội bóng chủ nhà. Số 1 David Horton, số 15 Kenneth James, số 29 Dương Đức Chí, số 77 là một cựu cầu thủ của Hồ Chí Minh City Wings Nguyễn Kỳ Quan và cầu thủ mang áo số 98 là Triệu Hán Minh. Triệu Hán Minh cũng đã có một khoảng thời gian rất hạnh phúc cùng Hồ Chí Minh City Wings, đặc biệt vào mùa giải đầu tiên năm 2016. Mùa giải đó thì cầu thủ này đã cùng Hồ Chí Minh City Wings góp mặt vào vòng finals tại VBA, mùa giải đầu tiên. Ba trọng tài điều khiển trận đấu ngày hôm nay là ông Dominic Poma, ông Trung Kiên và ông Trường Giang. Trên mặt của chúng ta là ông Dominic Poma, một trọng tài người Philippines đã đồng hành với VBA từ rất nhiều năm vừa qua. Còn trên mặt của chúng ta là Parson, một trong hai cầu thủ ngoại binh của Hồ Chí Minh City Wings. Parson và Devon Thomas là cặp ngoại binh, là một trong những cặp ngoại binh được đánh giá rất cao tại mùa giải năm nay. Ngày hôm nay thì City Wings sẽ thi đấu trong trang phục áo sân khách, áo trắng quần trắng, và Đà Nẵng Dragons sẽ sử dụng bộ quần áo sân nhà của mình, đó chính là màu da cam truyền thống. Và đợt tấn công đầu tiên đã dành cho đội bóng làm khách City Wings. Người đang có bóng là Devon Thomas và ngay ở tình huống đầu tiên đã có một cầu thủ bên phía đội bóng chủ nhà phạm lỗi. Đó là lỗi của Dương Đức Chí. Sự có mặt của Dương Đức Chí trong starting five của Đà Nẵng Dragons ngày hôm nay cũng là một điều khá bất ngờ. Đây là ông Phan Thanh Cảnh. Rõ ràng ông đang gặp rất nhiều áp lực bởi những chuỗi trận đấu không thành công với đội bóng Đà Nẵng Dragons. Triệu Hoán Minh, Kenneth Sims.
Không có một tiếng hen dọc, đây là Ký Quản. Cú ném xa của Dương Đức Chí và bóng đi vào rổ. Một khởi đầu thuận lợi dành cho đội bóng chủ nhà. Bên vòng Thomas, một tình huống chuyển ở bên sai, lại là Thomas. Dương Đức Chí đã có một tình huống chủ động để cho Thomas đi sang bên phải. Có vẻ như các cầu thủ Đà Nẵng tôi cần đang cố gắng tìm ra điểm yếu trong mặt trận tấn công của Hồ Chí Minh Huỳnh. Án Mình bóng tiền đến vị trí của Edward. Một tình huống midrange của Kenneth Sims. Bóng tìm đến tay của cầu thủ bên phía City Wing là Vincent Nguyễn. Đội bóng Thomas, các cầu thủ Hồ Chí Minh City Wing đang đánh vào mismatch mà Thomas đang có. Đó chính là vị trí của Dương Đức Chí. Nhưng lại một lần nữa thì cầu thủ Mã Số 0 đã không thể thực hiện một tình huống phi cầu thành công. Không có tình huống phạm lỗi. Phát bóng lên dành cho đội bóng làm khách. Vừa rồi là một tình huống turnover của Triệu Hoán Minh. Đây là ông Eric Olsen. Mùa giải thứ hai ông Olsen dẫn dắt Hồ Chí Minh City Wings. Cú ném xa của Văn Trung. Trần Văn Trung là một cầu thủ chúng ta phải gọi là chuyên thủ. Và vừa rồi là cú ra tay của Parson. Một tình huống rất cảm giác của ngoại binh bên phía đội bóng City Wings. Tỷ số được san bằng là 3 đều. Phút thi đấu thứ 3 của hiệp đấu đầu tiên. Kenneth Sims. Có vẻ như Kenneth Sims rất tự tin đánh vào vị trí của matchup của mình. Đó chính là Parson. Tình huống cứu bóng không thành công của Hán Minh. Trần Văn Trung là một trong những phát hiện rất quan trọng của City Wing tại mùa giải được thực nghiệm VBA năm 2021. Và năm nay thì anh một lần nữa được đội bóng này tin tưởng để ký tiếp hợp đồng. Vincent Nguyễn. Như vậy là Chí Anh đã được tung vào sân. Parson. Bóng được trả ra cho Vincent. Rất khó khăn bởi trước mặt Vincent là một cầu thủ cao trên 2m. Một tình huống close out tốt của Kenneth Sim khiến cho cú ném của Vincent giảm chất lượng rất nhiều. Phản công nhanh dành cho Đà Nẵng Dragons. Không có điểm cho Edward Houghton. Và sẽ chỉ có hai phản phạt dành cho cầu thủ mang áo số 11 bên phía đội bóng chủ nhà. Edward Houghton đang có trung bình gần 16 điểm trong 5 trận đấu đã qua của mình. Rõ ràng với vị trí là một cầu thủ import thì chắc chắn người hâm mộ của đội bóng sông Hàn cần nhiều hơn về mặt điểm số của cầu thủ này. Điểm số đầu tiên dành cho Houghton đến từ vạch ném phạt. Không có bất kỳ cầu thủ Đà Nẵng tôi cần tham gia rebound trong tình huống vừa rồi. Có vẻ như họ rất tự tin vào khả năng ném phạt của người đồng đội mình. Tỷ số hiện tại đang là 5-3 nhưng người đội bóng chủ nhà. Tiếng còi cất lên dành cho offensive foul của Devon Thomas. Mặc dù đã để cho Thomas vượt qua một lần nhưng rõ ràng tính tới thời điểm này Dương Đức Chí đang hoạt động rất tốt về mặt phòng ngự. Đã có một tình huống trượt ngã của Trần Văn Trùng nhưng trọng tài thì vẫn cho trận đấu tiếp tục. Kenneth Sims đang dọc với Dương Đức Chí đã có một pha bàn điểm thành công. Một tình huống đánh bài khá tốt của Đà Nẵng Dragons. Tiếng còi cất lên có vẻ như đó là một tình huống lỗi off-ball của một cầu thủ bên phía đội bóng áo trắng. Lỗi của Trần Văn Trung, cầu thủ áo số 98 bên phía Hồ Chí Minh City. Trần Văn Trung là một cầu thủ chuyên phòng ngự và anh cũng có không ít những đánh khóe như mình
để có thể phòng ngự đủ tốt. Một tình huống chuyền bóng rất tốt của Kỳ Quan nhưng chỉ đáng tiếc một chút, mình lại không thể tận dụng được một tình huống open, một tình huống mất bóng của Devon Thomas. Kỳ Quan và Trần Văn Trung, đó là một tình huống dành cho Kỳ Quan. Sự tinh quái của Văn Trung trong tình huống phòng ngự vừa rồi đã không thể qua mắt được trọng tài. Hai lỗi liên tiếp của Trần Văn Trung trong vỏn vẹn có một phút. Và rất có thể là Trần Văn Trung sẽ bị thay ra. Foul trouble dành cho cầu thủ bên phía đội bóng làm khách. Và đúng là như vậy. Văn Trung được rút ra và vào thế chỗ cho Văn Trung là một người cũ của Đà Nẵng Dragon, Huỳnh Thanh Tâm. Mùa giải năm nay thì Huỳnh Thanh Tâm đến với Hồ Chí Minh City Wings và anh đã được kế thừa lại chiếc áo số 4 của Vincent Nguyễn. Vincent Nguyễn cũng đã chuyển từ số 4 quen thuộc sang chiếc áo số 3. Và trong một lần phỏng vấn thì Vincent Nguyễn đã chia sẻ rằng anh muốn đổi sang số 3 bởi anh muốn ném 3 điểm nhiều hơn một chút. Và tay không thành công của đội bóng Thomas. Các cầu thủ Đà Nẵng bây giờ đang đưa bóng lên trên trên rất nhanh. Họ đang muốn triển khai lối chơi tốc độ. Đây là Hồ Thần nhận được điểm trợ của Kennesim. Một tiếng pick and roll đã có cơ hội nhưng Kennesim lại có một chút lập bập và để sút bóng. Devon Thomas, Barsons, một tình huống mid range không có lỗi của Edward Houghton. Trận đấu được tiếp tục, một tình huống close out chất lượng của cầu thủ bên phía Đà Nẵng Dragons. Houghton đang xin bóng, Nguyễn Đức Chí, Houghton và Thomas. Đà Nẵng Dragons đang muốn đánh 2-man game. Trong pha bóng vừa rồi thì Edward Houghton có vẻ hơi tham tấn công. Rõ ràng anh thất thế hoàn toàn sau khi đã có một tình huống xích người, khi mà người theo kèm Edward Houghton trong tình huống đó là một big man của Hồ Chí Minh City Wings. Edward Thomas, Vincent Nguyễn. Chí Anh. Đà Nẵng Dragons đang phòng ngự khá chặt chẽ trong những phút vừa qua. Kennesim đã để vượt qua khá đơn giản. Vincent đã có khoảng trống và đó là một tình huống ném ở short clock. Ghi 2 điểm của Vincent để rút ngắn tỷ số xuống còn 5-7. Kỳ Quan. Á Minh. Kennesim. Lại là một tình huống đánh ở low post quen thuộc. Nhưng tình huống turnaround vừa rồi của Kennesim đã bị Barsons bắt bài. Và có lẽ là trong những tình huống như vừa rồi, Kennesim đã xoay sở như vậy quá nhiều, khiến cho những tình huống đánh của anh, các cầu thủ phòng ngự đã dễ dàng kiểm soát hơn rất nhiều. Cú ném ngay ở vị trí long thủ của Kennesim. Bóng chạm người của Devon Thomas ra ngoài biên. Tiếp tục được tấn công dành cho đội bóng chủ nhà. Đà Nẵng Dragons tiếp tục có thêm 14 giây để thực hiện đợt tấn công này. Hà Minh để chuyển đấu xa cho Tuấn Đức Chí. Đã không có pha bao điểm thành công thứ hai dành cho cầu thủ bên phía Đà Nẵng Dragons. Phản công nhanh cho Hồ Chí Minh City Wings và lại một lần nữa thì Devon Thomas đã để tuột bóng. Anh cho rằng mình đã bị tác động từ phía sau nhưng trọng tài đứng ở rất gần vị trí đó đã không cho như vậy. Chúng ta cùng xem lại tình huống này. Đã có một tác động thực sự rất kín đến từ Edward Houghton. Đó là một tình huống thi đấu rất kinh nghiệm của cầu thủ mang áo số 11 bên phía đội bóng chủ nhà. Và như vậy là chúng ta đã thấy được thấp thoáng mái đầu xanh của Michael Soy. Michael Soy đã được sử dụng trong trận đấu gặp Sao Thiết thì Michael Soy đã chính thức cho ra mắt mái đầu Rodman của mình. Vision. Một tình huống phòng ngự rất mất tập trung của Michael Soy. Có vẻ như Michael Soy chưa thực sự nóng người khi mới được tung vào sân. Chỉ cần một cái lắc nhẹ thôi là Devon Thomas đã để lại Michael Soy ở phía sau trong tình huống tấn công vừa rồi. Lỗi thuộc về Devon Thomas.
Nếu Devon Thomas muốn cầu lỗi tấn công thì anh không được phép vung tay như tình huống vừa rồi. Chúng ta cũng sẽ tình huống này. Rõ ràng là một tình huống thi đấu có vẻ hơi non nớt của Devon Thomas. Thomas được rút ra. Vừa rồi cũng là lỗi cá nhân thứ hai của Devon Thomas ngay trong hiệp đấu đầu tiên. Devon Thomas rời sân với hai lỗi và cũng mới chỉ có hai điểm mà thôi. Ở trận đấu trước gặp Đà Nẵng Dragon thì Thomas đã thi đấu vô cùng tuyệt vời và anh có tới 29 điểm. Nhưng có lẽ trong trận đấu này thì chúng ta phải đợi sang hiệp 2 chúng ta mới thấy sự trở lại của cầu thủ này. Pha phạt đầu tiên của Kỳ Quan không tốt. Và cả hai pha đá phạt của cầu thủ mang áo số 77 đều đưa bóng ra ngoài. Quỳnh Thanh Tâm. Như vậy là chính xác, Quỳnh Thanh Tâm đã từng thi đấu trong đội bóng Đà Nẵng Dragons. Còn mùa giải năm ngoái thì Quỳnh Thanh Tâm khoác áo đội tuyển quốc gia Việt Nam tham dự VBA. Thanh Tâm được chuyển tới sai cho Tú Cô Bì. Bóng chạm tay của Vincent. Phát bóng lên dành cho Đà Nẵng Dragons. Chúng ta là Nguyễn Quang Vinh. Nguyễn Sử Nguyễn đang có 16,8 điểm trung bình, 7 rebound và 2 kiến tạo. Còn đây là một cầu thủ gốc Hải Dương đang khoác màu áo của Đà Nẵng Dragons, Đức Kiên. Phạm Đức Kiên cũng đang có một mùa giải khá thành công trong màu áo mới. 2 điểm đầu tiên của Phạm Đức Kiên. Tình huống bóng đầu tiên của mình thì Đức Kiên đã có điểm. Tỷ số được nâng lên là 9-7. Huỳnh Hải, Huỳnh Hải thi đấu đã có một chút chủ quan trong tiếng vừa rồi. Horton, Kenneth Sims. Có vẻ Kenneth Sims đã không thực sự quan sát tốt ở tiếng vừa rồi. Anh hoàn toàn có thể quay lại và đánh rổ trong tình huống đó. Lỗi cản người của Vincent. Lỗi cá nhân đầu tiên của Vincent Nguyễn. Và vừa rồi là lỗi đồng đội thứ 6 của Hồ Chí Minh City Wings. Kể từ mùa giải năm 2016 thì mùa giải thi đấu tốt nhất, ấn tượng nhất của Dragons lại là một mùa giải đã bị hủy bỏ vào năm 2021 do dịch bệnh Covid-19. Rất đáng tiếc cho ông Phan Văn Cảnh và đội bóng của mình. Thanh Tâm, Thanh Tâm bỏ được kích ra cho Huỳnh Hải. Một tình huống phân phối bóng rất hợp lý của Hồ Chí Minh City Wings đã có cơ hội và cú ném ngay của Vincent Nguyễn. Bóng đi hơi mạnh một chút và nằm gọn trong tay của Edo Horton. Một đường truyền tốt của Edo Horton, nhưng rất đáng tiếc là Kenneth Sim lại bằng một cách nào đó không thể hiểu nổi lại bỏ lỡ tình huống vừa rồi. Huỳnh Hải. Lại là Vincent, có vẻ như mà sân đang hơi trơn. Cú ném xa của Parsons. Ngày hôm nay thì các cầu thủ Đà Nẵng Dragons đang có một áp lực rất tốt đến từng vị trí của Hồ Chí Minh City Wings. Nhưng một lần nữa thì chính họ đã để tuột mất cơ hội tấn công của mình bằng một tình huống turnover. Và sau tình huống để mất bóng vừa rồi thì huấn luyện viên Phan Thanh Cảnh đã gọi hội ý. Come on.
trong đợt hội ý vừa rồi chúng ta đã thấy một tiếng hét rất to của Kennesim. Có lẽ tiếng hét đó dành cho sự tức giận chính bản thân mình, bởi Kennesim đã bỏ lỡ một tình huống layup rất đơn giản. Không sao, trận đấu vẫn còn dài và anh vẫn còn rất nhiều cơ hội để sửa sai. Vincent. Có vị trí của Kennesim của Barson nhưng đã không thành công. Và may mắn đã thuộc về Hồ Chí Minh City Wing, bởi Kennesim cũng đã có một chút lập bập để bóng ra biển. Có vẻ như ông Phan Thanh Cảnh đã có những ý kiến với trọng tài, và vị trọng tài này cũng đã ra để nhắc nhở ông Phan Thanh Cảnh. Nếu còn tái phạm thì chắc chắn các trọng tài hoàn toàn có cơ sở để bắt lỗi kỹ thuật dành cho huấn luyện viên này. Còn trái ngược với ông Cảnh, Johnson cũng đang rất bình tĩnh ngồi trên băng ghế chỉ đạo của mình. Benson. Lê Ngọc Tú. Cú ném vội của Lê Ngọc Tú. Nhưng vẫn là các cầu thủ Hồ Chí Minh City Wing, người vừa có cú ném là Vincent. Một tình huống rebound tấn công liên tục dành cho các cầu thủ đội khách. Parson. Một cú ném xa của Parson. Parson đang gặp rất nhiều khó khăn bởi sự theo kèm của Kenneth Sims. Thảo Đức Kiên. Thảo Đức Kiên để bóng ra ngoài biên và bóng thuộc về các cầu thủ Hồ Chí Minh City Wings. Tuyền đang thể hiện rõ ý đồ đánh small ball của mình. Họ đang có rất nhiều những cầu thủ cầm bóng cũng như có khả năng ném ngoài. Vì vậy thì tỷ lệ ném rổ của đội bóng Tuyền cũng đang là một vấn đề khá lớn. Họ mới đạt con số 18% mà thôi. Một tình huống lỗi tấn công rất rõ ràng của Kennesim. Một tình huống ra tay rất thừa thãi của trung phong sinh năm 1986 này. Dường như thì Parson cũng chỉ đợi có thế để ngã ra. Và Kennesim đã bị rơi vào một cái bẫy của matchup bên phía Hồ Chí Minh City Wings. Để làm giày cuối cùng thì có thứ nhất và phạm luật chạy bước đến từ Parson. Những tình huống ném trượt liên tiếp và những tình huống thổi phạm luật chạy bước như này thì chắc chắn sẽ ảnh hưởng khá nhiều đến tâm lý của Parson. Cả hai cầu thủ Hòa Bình bên phía Dragon và Hồ Chí Minh City Wing đang theo kèm nhau rất tốt, đó chính là Parson và Kennesim. Lại một lần nữa thì Đà Nẵng Dragon để turnover, bóng từ tay của Edward Horton đi ra ngoài biên. Tình huống turnover thứ 7 của đội bóng chủ nhà. Đường Thanh Tâm đã không có một tình huống buzzer beater dành cho Huỳnh Thanh Tâm và Hồ Chí Minh City Wing. Hiệp 1 khép lại với một thế trận khá cân bằng. Và có lẽ nói về hiệp đấu đầu tiên này thì chúng ta phải nói về những sai lầm. Hai đội bóng đã có rất nhiều những sai lầm. Họ để mất bóng rất nhiều và thực sự chưa có những tình huống tấn công mãn nhãn dành cho chúng ta, và chúng ta hãy cùng chờ đợi điều đó sẽ diễn ra ở những hiệp đấu tiếp theo. Và kết quả hiệp đấu đầu tiên, các cầu thủ đội bóng chủ nhà Đà Nẵng Dragon đang tạm thời dẫn trước đội bóng Hồ Chí Minh City Wing với tỷ số 11-7.
11-7 là tỷ số sau khi hiệp 1 khép lại. Chúng ta cùng chuẩn bị đến với những diễn biến của hiệp đấu thứ hai, trận đấu giữa hai đội bóng Đà Nẵng Dragons và Hồ Chí Minh City Wings. Các cầu thủ chủ nhà đang có lợi thế là 4 điểm. Hồ Chí Minh City Wings là đội bóng có số turnover thấp nhất tại VBA trong những trận đấu đã qua. Chỉ có khoảng hơn 12 tình huống mất bóng trong mỗi trận đấu. Tuy nhiên thì ở hiệp đấu đầu tiên trong trận đấu này họ đã để mất bóng tới 5 lần. Một tình huống tấn công không hiệu quả của Kenneth Sims. Rõ ràng chúng ta thấy là Kenneth Sims có những tình huống xoay người đánh low post khá dễ bắt bài. Parsons. Parsons quyết định đánh ISO chẳng không, bóng được kích ra cho Huỳnh Hải. Top of the key, cú ném xa của Huỳnh Hải, bóng đi không chính xác. Nhưng sau đó là một tình huống cướp bóng cực kỳ chất lượng của một cầu thủ bên phía Hồ Chí Minh City Wings. Lại có lỗi rồi, sẽ có 3 pha ném phạt dành cho ngoại binh bên phía Hồ Chí Minh City Wings. Lần này thì Kenneth Sim đã không kiểm soát tốt được tình huống lao ra của mình. Và sau pha phạm lỗi đó thì ông Phan Thanh Ảnh cũng đã rút Kenneth Sim ra nghỉ ngơi. Và trận mới chỉ có 3 điểm và pha ném phạt đầu tiên bóng đã đi ra ngoài. Cả hai pha ném phạt đều chung một kết quả. Chúng ta cùng chờ xem tình huống ném phạt cuối cùng này của Parsons thì sao. Điểm số thứ tư dành cho trung phong bên phía Hồ Chí Minh City Wings. Thi đấu không có Kenneth Sim ở trên sân, chúng ta cùng chờ xem ông Phan Thanh Cảnh sẽ sử dụng cầu thủ nào để truy cản Parsons. Đã có một tình huống cướp bóng thành công. Triệu Hoán Minh đã lùi về nhưng rõ ràng Triệu Hoán Minh không dám tác động Parsons trong tình huống vừa rồi. Tác động trong tình huống đó thì khả năng Parsons được N1 là rất cao. Michael Soy. Tiếng còi cất lên dành cho lỗi của Huỳnh Thanh Tâm. Không phải, lỗi tấn công. Lỗi tấn công dành cho Michael Soy chăng? Vẻ mặt ngơ ngác của cầu thủ bên phía Đà Nẵng Dragons. Thanh Tâm. Nguyễn Ngọc Tú vượt qua được kỳ quan lên rổ và đó là một pha end one. Một tình huống thi đấu đã cho chúng ta thấy hình bóng của local MVP năm nào trở lại. Có vẻ như lỗi thuộc về Phạm Đức Kiên. Ngay sau khi Kenneth Sim rời sân thì chúng ta thấy các cầu thủ City Wings đã tự tin đánh vào cú 3 giây như thế nào. Three point play dành cho cầu thủ mang áo số 14. Phạm Đức Kiên cũng được rút ra. Phú Thịnh. 3 điểm tính dành cho cầu thủ mới được tung vào sân của Đà Nẵng Dragons. Mai Phương Thịnh. Ngày nay thì những hình ảnh như vừa rồi, những tình huống ném ba của Mai Phương Thịnh không còn là bất ngờ nữa rồi. Đường chuyển tốt của Parsons và 2 điểm dành cho các cầu thủ làm khách. Người vừa có 2 điểm là Tân Hải Đăng. Edward Houghton một tình huống ném ngay. Nhưng Tú Cô Bì đã có một tình huống rebound không có cảm giác. Có vẻ như việc rút gần như toàn bộ những cầu thủ
có chiều cao tốt của mình ở khu vực dưới rổ ra đã buộc ông Phan Thế Cảnh phải có hậu ý sau tình huống vừa rồi. Trong 3 mùa giải chính thức của mình dẫn dắt Đà Nẵng Dragons thì thành tích tốt nhất của ông Phan Thế Cảnh đó vẫn là mùa giải năm 2020. Mùa giải diễn ra tại Bắc Bộ, Thành phố Hồ Chí Minh. Từ đó thì Đà Nẵng Dragons đã xếp thứ 5, nhưng vị trí đó cũng không đủ để đội bóng này tham dự vòng đấu playoff. Cú ném xa của Edward Otten và đó là một cú ném xa thành công. Nhận thấy người theo kèm trong tình huống đó là Tân Hải Đăng không có một chiều cao đủ tốt để gây áp lực. Otten đã tự tin ném rổ. Tỷ số bây giờ là 17-15. Lê Ngọc Tú bóng lực kích ra cho Tân Hải Đăng. Cú ném quá thiếu cảm giác. Và sau đó là một tình huống gõ bàn rất đơn giản và nhẹ nhàng của Parsons. Kennesim được rút ra. Không còn Phạm Đức Kiên thì cũng không thể trách được các cầu thủ Đà Nẵng Dragons trong tình huống để mất rebound tấn công vừa rồi. Lỗi của Tân Hải Đăng. Có lẽ ông Eric Olsen cần phải tính toán lại về người theo kèm cầu thủ ngoại binh của Đà Nẵng Dragons. Họ đang để mất những điểm số liên tiếp ở vạch 3 điểm. Khi mà người theo kèm Elton không thực sự đủ chất lượng để close out. Một tình huống phòng ngự rất tốt của Đà Nẵng Dragons. Phản công nhanh. Michael Soyce. Lại là một tình huống hit check chẳng. Hit check thành công. 3 và 3 điểm liên tiếp dành cho Edward Hortons. Nhà thi đấu quân khu 5 đang nổ tung sau màn trình diễn vừa rồi của cầu thủ mang áo số 11. Hải Đăng. Parsons tình huống lùi về phòng ngự mặc dù là rất nhanh nhưng là chưa đủ của kỳ quan. Vừa rồi mới là lỗi cá nhân đầu tiên của kỳ quan trong trận đấu này. Vừa rồi cũng đã là lỗi đồng đội thứ tư của Hà Nội Dragons rồi. Trong khi đó, Hồ Chí Minh mới phạm một lỗi trong trận đấu này. Michael Soyce. Michael Soyce và Huỳnh Thanh Tâm. Lại là Michael Soyce. Một tình huống đánh hòn. Cú chuyền của Michael Soyce đã chạm tay của Chí Anh đi ra ngoài biên. Sẽ còn 9 giây tấn công dành cho đội bóng chủ nhà sau tình huống phát biên. Thank you.
soi. Đã thoát được sự kéo kèm của Huấn Luyện Tâm và cú ném lắc rổ đi ra ngoài của Michael Soi. Nhưng bóng sẽ tiếp tục dành cho Đà Nẵng Dragons sau tình huống để out bounce của Hải Đăng. Cú đánh rổ thành công của Mai Phương Thịnh. Một tình huống thi đấu rất tự tin của cầu thủ mang áo số 5 bên phía đội bóng Đà Nẵng Dragons. Chúng ta cùng xem lại tình huống này. Một lần nữa thì vị trí của Tân Hải Đăng lại bị khai thác. Parsons tiếng còi cất lên dành cho lỗi tấn công của ngoại binh bên phía City Wings. Giờ đây thì các cầu thủ Đà Nẵng Dragons đang không sử dụng bất kỳ một cầu thủ import nào. Những mid lane của Hán Minh và bóng đi vào rổ. Tỷ số được nâng lên 27-19. Parsons rất nhanh và anh muốn isolation trong tình huống đó, tận dụng tốc độ và khả năng càn lướt cũng như cơ thể của mình để có một tình huống lên rổ thành công. Phương Thịnh Parsons đã chủ động để Phương Thịnh ném cho tình huống vừa rồi. Huỳnh Thanh Tâm. Trận đấu bỗng dưng trở nên nhanh hơn rất nhiều sau những phút vừa qua. Tiếng còi cất lên dành cho lỗi của một cầu thủ bên phía Đà Nẵng Dragons. Lỗi của Michael Soyce. Lỗi cá nhân đầu tiên của cầu thủ A-3. Parsons có lẽ cần phải dành thời gian để tập luyện ném phạt nhiều hơn. Tỷ lệ ném phạt của cầu thủ này trong trận đấu ngày hôm nay sau tính vừa rồi là 20%, 1/5. Và là 2/6. Vậy là Evan Houghton đã trở lại sân. Hán Minh và Trí Anh đã có một cái mismatch xuất hiện dành cho Mitchell. Mitchell cũng không có một tình huống sạch sở tốt. Và sau đó tấn công được kết thúc bằng một pha ném 3 điểm airball. Wilson drive and kick ra weak side. Bóng ra ngoài biên và trọng tài xác định bóng chạm tay của Tân Hải Đăng cuối cùng. Vậy là sau khi các trọng tài trao đổi thì quyết định đã được thay đổi.
Bóng sẽ dành cho Hồ Chí Minh City Wings với 13 giây còn lại của đợt tấn công này. Đức Sơn Nguyễn đang tìm được chuyền bóng Parsons. Người thực hiện cú ném là Trí Anh. Tỷ lệ ném điểm, ném rổ của City Wings đã được cải thiện trong những phút đã qua. Giờ đây thì họ đã đạt được con số 32%, nhưng tỷ lệ ném 3 điểm thì thực sự là một thảm họa. 8% từ vạch 3 điểm, 1 trên 12. Và tình huống 3 điểm duy nhất lại đến từ một cầu thủ trung phong, đó là Parsons. Đường chuyền tốt của Minh Phương thải đăng. Sau đó là một tình huống pump fake khiến hai cầu thủ của Đà Nẵng Dragons bị đánh lừa. Đó là tình huống bật nhảy của Mitchell và Hán Minh. Đáng tiếc là tình huống móc rổ sau đó của Hải Đăng đã không mang về điểm số mà thôi. Chúc mừng cho mình 2 phút mỗi trận đấu đã qua. Và điểm số trong trận đấu này, 2 điểm trong trận đấu này là 2 điểm đầu tiên của Hải Đăng tại VBA. Cú ném xa của Triệu Hoán Minh. Với việc Kennesim chưa thực sự lấn áp được khu vực 3 giây khiến cho Đà Nẵng Dragons vẫn phải trông chờ rất nhiều vào những cú ném xa. Và lợi thế 5 điểm của ông Phan Đình Cảnh và những học trò của mình tính tới thời điểm này có lẽ đến từ chuỗi ném 3 điểm rất ấn tượng của Edward Houghton. Tuy nhiên thì khi mà những tình huống 3 điểm không còn được thăng hoa nữa thì lối chơi của Đà Nẵng Dragons cũng đang có dấu hiệu trùng xuống. Nhìn cách mà ông Eric Olsen sử dụng các cầu thủ trẻ, cầu thủ hàng men thì có vẻ như ông vẫn rất tự tin với trận đấu này, dù cho Đà Nẵng Dragons đang là đội dẫn trước. Enesims đường chuyền đối sai dành cho Hán Minh. Tiếp tục là một cú ném 3 không thành công của Hán Minh. Đã có một tình huống tranh bóng, một tình huống thi đấu rất hustle của Vincent Nguyễn. Đấu tiếp tục sau khoảng thời gian hội ý của Hồ Chí Minh City Wings.
Parson lúc nào cũng bị double team. Đường truyền tốt của Hải Đăng, nhưng đáng tiếc là Vũ Đoàn Minh Phương đã thi đấu khá ngây thơ trong tiếng vừa rồi. Và sau đó là một tình huống bị thổi phạt của Vincent Nguyễn. Không phải, đó là tình huống phạm lỗi của Huỳnh Anh Tâm. Và đó là một tình huống banh shot của Võ Thái Cường. Kennesim đang chơi như một vị trí phân phối bóng, hút người và tạo không gian cho những người đồng đội ném rổ. Kỳ vọng của tôi thì với một tình huống Kennesim của anh cần phải tận dụng tốt hơn những tình huống cùng cơ thể để xoay sở ghi điểm ở khu vực lô bốt. Ông Phan Thanh Cảnh lúc nào cũng vậy, rất nhiệt tình ở bên ngoài đường pit, liên tục truyền lửa cho những học trò của mình ở trong sân. Vừa rồi là điểm số thứ 12, xin lỗi, điểm số thứ 14 của Edward Thornton. Khoảng cách bây giờ đã là 8 điểm rồi, 32 cho Dragons và 24 điểm cho City Wings. Lại một tình huống turnover dành cho chiến binh City Wings. Bên phía City Wings thì ông Olsen đang cất giữ Devon Thomas rất kỹ. Sau khi gặp phải foul trouble ở hiệp đấu đầu tiên thì cả hiệp đấu thứ hai có lẽ anh sẽ không được sử dụng. Phút thi đấu cuối cùng của hiệp đấu thứ hai, Kenneth Mitchell đường truyền dành cho một cầu thủ mới vào sân bên phía Đà Nẵng Dragons, và hai điểm tính dành cho Triệu Hùng Minh. Cú ném xa của Tú Kobe bóng không đi vào rổ. Các cầu thủ Đà Nẵng Dragons đang có lợi thế mặt tinh thần rất lớn. Kennesim rất chậm rãi. Michael Soy đã có cơ hội để ném rổ, không có điểm cho Michael Soy, nhưng mà lại vẫn là các cầu thủ Đà Nẵng Dragons. Shot clock còn 10 giây, còn game clock còn khoảng 15 giây nữa sẽ kết thúc. Edward Thornton đường truyền dành cho một cầu thủ ở khu 3 điểm, đó chính là cầu thủ mới được tung vào sân, Triệu Hùng Minh. 5 điểm liên tiếp dành cho cầu thủ mặc áo số 12, cơ hội dành cho Huỳnh Thanh Tam, và đó là pha buzzer beater dành cho City Wings. Ngay lập tức thì cầu thủ bên phía Hồ Chí Minh City Wings đã đòi lại bằng một pha 3 điểm để không đưa trận đấu đi quá xa. Một hiệp đấu cũng không có gì quá nổi bật, nhưng lại được sống dậy những giây phút bùng nổ ở những giây cuối cùng với hai pha 3 điểm liên tiếp. Một của Đà Nẵng Dragons đến từ cú ném của Triệu Hùng Minh, và một là một pha buzzer beater của tân binh bên phía City Wings, đó chính là Huỳnh Thanh Tâm. Và hiệp đấu thứ hai kết thúc với tỷ số 37-27, lợi thế 10 điểm dành cho đội bóng Đà Nẵng Dragons.
Có lẽ sau khi kết thúc hai đấu vừa qua thì người vui sướng nhất đang là những cổ động viên của Đà Nẵng Dragons và những vị khán giả đang có mặt tại nhà thi đấu quân khu 5, bởi đội bóng Đà Nẵng Dragons đang dẫn trước đối thủ. Đội bóng đang đứng ở đỉnh bảng xếp hạng Hồ Chí Minh City Wings với khoảng cách là 10 điểm. Chúng ta đang có tỷ số là 37-27. Thực sự mà nói thì hai đấu đầu tiên chưa có một dấu ấn nào quá đặc biệt về mặt chuyên môn. Tuy nhiên thì Đà Nẵng Dragons là đội bóng đang tận dụng được tốt hơn cơ hội của mình, tận dụng được tốt hơn những sai lầm của Hồ Chí Minh City Wings, và họ đang tạm thời vươn lên dẫn trước. City Wings với những lỗi cá nhân, đặc biệt là ở vị trí của Devon Thomas, thì họ đang gặp một chút vấn đề và lối chơi cũng như là những tình huống dứt điểm. Khi mà cầu thủ quan trọng nhất của mình phải ngồi ngoài nguyên một hiệp đấu thứ hai thì dường như những cầu thủ role player của City Wings vẫn chưa thể hiện được khả năng tầm ảnh hưởng của mình như họ vốn có ở những trận đấu đã qua. Chúng ta còn nhớ ở khoảng thời gian đầu tiên thì field goal của Hồ Chí Minh City Wings chỉ rơi vào khoảng 10% mà thôi, và đây là hai cầu thủ đang có điểm số nhiều nhất của hai đội bóng tính tới thời điểm hiện tại. 14 điểm dành cho Edward Houghton và 13 điểm là số điểm của Tyler Parsons. Có lẽ điểm dấu ấn lớn nhất của Đà Nẵng Dragons khiến chúng ta nhớ nhất sau hai đấu vừa qua đó chính là ba tình huống ba điểm liên tiếp của cầu thủ mang áo số 11 bên phía Đà Nẵng Dragons, và đó chính là cơ sở để cho Đà Nẵng Dragons đang tạm thời vươn lên. Như vậy là nhìn qua hình ảnh chúng ta đã thấy là Devon Thomas đã trở lại sân. Ngoài 3 tình huống 3 điểm liên tiếp của Edward Houghton thì có một chỉ số mà ông Phan Thanh Cảnh chắc chắn sẽ rất quan ngại, đó chính là chỉ số của Kenneth Sims, big man của Đà Nẵng Dragons. Sau 2 hiệp đấu đã qua mới chỉ có một con số không tròn chỉnh ở khu vực điểm số. Cầu thủ này chưa có bất kỳ tình huống ném rổ nào thành công cả. Kessim đang có 0 điểm, field goal là 0/5, 6 rebound, 2 kiến tạo và 3 tình huống turnover. Và ngay ở tình huống đầu tiên thì Kessim đã có điểm số đầu tiên của mình trong trận đấu này bằng một tình huống xoay sở quen thuộc ở khu vực low post để gõ bảng thành công, 39-27. Một tình huống cơ bóng tốt của Đà Nẵng Dragons, Edward Houghton. 4 điểm liên tiếp dành cho đội bóng chủ nhà. City Wings trong hiệp đấu thứ hai họ sử dụng rất nhiều những cầu thủ đội bình, những cầu thủ trên hàng bench. Và rất có thể là ông Eric Olsen sẽ phải trả giá vì những toan tính khá khó hiểu của mình ở thời điểm đó. Vẫn là một hình ảnh rất điềm tĩnh của ông Morrison trên băng ghế chỉ đạo. Đó là cú ném xa của Dương Đức Chí. Đức Chí chính là người mở điểm cho Đà Nẵng Dragons ở trận đấu này, cũng từ vạch 3 điểm. 2 điểm dành cho Mladenovic Chí Ảnh. Trái ngược với hình ảnh điềm tĩnh của người đồng nghiệp thì ông Phan Thanh Cảnh lúc nào cũng tỏ ra bận rộn và có rất nhiều điều muốn nói với những học trò của mình. Parsons, đường chuyền tốt của Parsons cho Chí Ảnh. Hai tình huống gỡ bảng thành công liên tiếp của bạn này với Chí Ảnh. Enesim, lỗi tấn công dành cho cầu thủ mang áo số 11 của Đà Nẵng Dragons là Edward Houghton. Vừa rồi mới là lỗi cá nhân đầu tiên của Edward trong trận đấu này. Một tình huống rất rõ ràng, trọng tài hoàn toàn có cơ sở để cắt còi trong tình huống này. Đăng Khoa
đường chuyền hơi khó cho Chí Anh. Ba Sơn ở cự ly ném phạt, thiếu đi vào rất chất lượng của Demon Thomas. Đây là Chí Anh vẫn không có điểm cho City Wing và bóng lên cho đội bóng chủ nhà. Theo góc quan sát của tôi thì có vẻ như người chạm bóng cuối cùng là Kenneth Mitchell, nhưng quyết định trọng tài đã đưa ra rồi. Chúng ta cùng xem lại tình này. Đúng là như vậy, bóng đã chạm tay Kenneth Mitchell cuối cùng. Một tình huống trượt ngã rất dài của Tân Hải Đăng. Hải Đăng quá non nớt trong tình huống theo kèm cầu thủ ngoại binh của Đà Nẵng Dragons. Ông Ericsson đã đứng lên. Và lần này ông cũng đã có những tranh cãi với người đồng nghiệp của mình bên phía bên kia chiến tuyến. Kenneth Mitchell, Edward và Hải Đăng, bóng được trả lại cho Kenneth Mitchell. Rõ ràng những cú ném trung bình ở tầm xa này vừa rồi là những tình huống Kenneth Mitchell không giỏi, lỗi của Triệu Hán Minh. Quan cũng đã được trở lại sân. Dương Đức Chí, Đức Chí và Devon Thomas. Lỗi tiếp tục dành cho Tân Hải Đăng. Tình huống này cho thấy các cầu thủ City Wing đang có những tính toán rất cụ thể cho việc phòng ngự Kenneth Mitchell. Parson sẽ là người bắt bước thứ hai của trung phong đối phương. Những tình huống Mitchell xoay người và người theo kèm bước một dành cho trung phong của Đà Nẵng Dragons luôn là một cầu thủ khác, không phải là một cầu thủ quá to. Một tình huống luôn chuyển bóng rất tốt của Đà Nẵng Dragons, chỉ đáng tiếc là cú ra tay ở với ba điểm của Michael Soi, bóng đã đi thiếu chính xác. Cú chuyền bóng quá cao của Parson khiến cho tình huống nhận bóng của Thomas Devon khó khăn hơn bao giờ hết. Tình huống để mất bóng thứ 13, thưa các bạn, thứ 9 của Hồ Chí Minh City Wing trong trận đấu này. Kenneth Mitchell, Edward Horton. Một tình huống long thủ của Edward và bóng đi airball. Một quyết định ném bóng theo tôi là không hợp lý của Edward. Anh hoàn toàn có thể dẫn bóng tiếp vào, tiếp cận rổ gần hơn để thực hiện cú ném và thậm chí là một tình huống drive and kick.
đấu tiếp tục. Evan Thomas tấn lại đang Euro step lại trở về với Evan Thomas và tiếng còi cất lên dành cho đội tấn công. Có lẽ lỗi tấn công xin lỗi bạn, đó không phải là một tình huống offensive foul mà là tình huống lỗi 3 giây, phạm lỗi 3 giây của Parson. Edward Tennessee tận dụng thể hình, không có điểm dành cho trung phong bên phía Đà Nẵng Dragons. Vừa rồi là một trong những tình huống khá hiếm hoi mà Tennessee có tự tin để đánh rổ để vượt qua được Parson, nhưng chỉ đáng tiếc là cú ra tay của anh lại thiếu đi cảm giác chính xác. Khoảng cách bây giờ là 8 điểm sau pha lên rổ vừa rồi của Devon Thomas. Michael Soyce, Kenneth Sims, Nguyễn Đức Trí vẫn là cầu thủ mang số 29. Kenneth Sims để mất bóng mất rồi. Tình huống cướp bóng rất nhanh của Devon Thomas, phản công nhanh behind the back, bóng được kích ra dành cho hình đánh tầm. Vincent Nguyễn không ném rổ. Đây là Parsons. Devon Thomas ở vạch 3 điểm, một tình huống nhảy ném, bóng chạm rổ và đi ra ngoài. Tỷ lệ 3 điểm của Hồ Chí Minh City Wing trong ngày hôm nay là 2/18, sấp xỉ 10%. Edward Horton, 2 điểm dành cho Edward Horton. Đà Nẵng Dragons đang tận dụng tốt hơn, họ đang chiếm ưu thế. Parsons đưa chuyền cho Tân Hải Đăng, một cú móc rổ, bóng đi quá mạnh. Lý Quan, Edward. Lý Quan đã để, xin lỗi bạn, Parsons đã chủ động để không gian cho Lý Quan ném rổ để quay ra bốc out. Mitchell, cú ném xa của Vincent Nguyễn và đó là tiếng 3 điểm thành công. Vừa rồi mới chỉ là pha 3 điểm thành công thứ 3 của Hồ Chí Minh City Wing trong trận đấu ngày hôm nay. Hai tình huống trước là của Parsons và Huỳnh Thanh Tâm. Mitchell vẫn là tình huống xoay sở quen thuộc và 2 điểm dành cho Big Man của Đà Nẵng Dragons. Kenneth Sim cần phải có nhiều những tình huống như vừa rồi hơn nữa. Devon Thomas, Huỳnh Thanh Tâm kích ra cho Benson. Đây là Parsons, cú ném xa của Parsons, bóng đi hơi mạnh một chút. Khoảng cách bây giờ vẫn là 9 điểm, 45-36. Tình huống cướp bóng rất nhanh của Vincent Nguyễn và đã có một tình huống cắt còi. Rất có thể đó là một tình huống phạm lỗi của người đang xuất hiện trên màn hình của chúng ta, đó là Edward Horton. Có vẻ như ông Phan Lê Cảnh mới chỉ lên đồng hồ. Rất có thể là ông muốn nói là Edward Thornton chỉ có một khoảng thời gian ngắn ngủi để nghỉ ngơi trước khi trở lại sân. Huỳnh Hải, rất nhiều khoảng trống dành cho Tú Kobe và ngay lập tức đã có một tình huống Lê Ngọc Tú trừng phạt hệ thống phòng ngự của Đà Nẵng Dragons. Tỷ số được rút ngắn 39-45. Khoảng cách bây giờ chỉ còn là 6 điểm mà thôi. Một quyết định ném rổ rất bất hợp lý của Kenneth Sims. Parsons không có tiếng còi nào cất lên. Một tình huyết trách của Tú Kobe và huyết trách thành công. Hiệp 3 Đà Nẵng Dragons có Edward Thornton. Ở hiệp 4 Hồ Chí Minh City Wing có Lê Ngọc Tú. Hai pha 3 điểm thành công liên tiếp của cầu thủ mang áo số 14.
6 điểm liên tiếp của Lê Ngọc Tú. Và đạo diễn hình đã cho chúng ta thấy hình ảnh của Michael Soy. Liệu rằng đây là một ý đồ của sự thách thức chăng? Michael Soy cũng chưa thực sự thi đấu tốt ở vạch 3 điểm trong trận đấu này. Michael Soy mới chỉ có 2 điểm và tỷ lệ 3 điểm của anh đang là 0/3. Edward vượt qua được Vincent, bóng trả lại cho Michael Soy. Không có cú ném rổ, đường chuyền vào trong đã bị bắt bài. Đây là Parsons, liệu rằng có năng rổ hay không? Một tiếng layup đơn giản mà thôi. Khi mà thấy sự xuất hiện của Edward Houghton thì Parsons đã lựa chọn một giải pháp rất an toàn. Trọng tài vừa đã phải cho dừng trận đấu bởi một công tác viên đã vào sân lau sàn khi mà đội Đà Nẵng Dragons đang tấn công. Giữa Đức Trí, khoảng cách bây giờ chỉ còn là một điểm mỏng manh mà thôi. Trọng tài vừa thổi phạt Hưng Hải. Vẫn đang đặt con số 100%. Vừa rồi là tình huống ném phạt thứ tư của Edward trong trận đấu này. Điểm số thứ 47 cho Dragons. Đây đều là những điểm số rất quan trọng để cắt được chuỗi lên điểm và chuỗi thăng hoa của đối thủ. Minh Hải bóng tìm đến vị trí của các bạn Parson và lỗi đẩy người của Mai Phước Thịnh. Mai Phước Thịnh đã có một tình huống 3 điểm thành công trong trận đấu ngày hôm nay. Và anh đang có cho mình tổng là 5 điểm. Một tình huống 3 điểm và một tình huống lên rổ thành công. Khoảng cách một điểm một lần nữa được tái lập. Trung vệ của chúng ta là Kenneth Mitchelson. Một tình huống đánh bài rất bài bản của Đà Nẵng Dragons. Có một tầm nhìn rất tốt của Lebron Thomas. Lê Ngọc Tú, một tình huống tranh chấp rất quyết liệt và bóng thuộc về Đà Nẵng Dragons. Michael Soy, một tình huống thi đấu rất tinh quái của Michael Soy và hai điểm xứng đáng dành cho cầu thủ bên phía Đà Nẵng Dragons. Một tiếng Eurostep với một sải chân rất dài của Michael Soy. Trên mái tóc của Michael Soy chúng ta nhìn thấy rất nhiều những ký hiệu mang số 3. Phải chăng đây là ám chỉ những tiếng 3 điểm của mình, của Michael Soy hay không? Rất tuyệt vời tại nhà thi đấu trận thứ 5. Quả thực mà nói thì đã lâu lắm rồi chúng ta mới thấy được một không khí tuyệt vời đến như vậy tại nhà thi đấu trận thứ 5, nơi mà
cầu thủ Đà Nẵng Dragon chọn làm sân nhà. Trong thất bại 80-61 tại game đấu thứ 13 của Đà Nẵng Dragon trước Hồ Chí Minh City Wings, thì trận đấu đó dường như Đà Nẵng Dragon đã thi đấu song phẳng với City Wings ở 3 hiệp đấu đầu tiên, và khi có dấu hiệu xuống sức của những cầu thủ quan trọng thì Đà Nẵng Dragon đã phải chịu thất bại ở hiệp đấu cuối cùng. Điều đó có thể đến từ việc Đà Nẵng Dragon quả thực họ không có một đội bóng có một chiều sâu tốt. Chúng ta đang theo dõi ở trận đấu này, kịch bản ba hiệp đấu đầu tiên cũng đang khá tương đồng. Chúng ta cùng chờ xem liệu rằng Đà Nẵng Dragon có thể sửa sai trong trận đấu này hay không. Hai cầu soi đường truyền cho Đức Kiên, một tình huống ném hơi vội của Đức Kiên khiến cho cú ném đi ra ngoài. Hai cầu soi đánh lừa được Devon Thomas và ba điểm, tình huống ba điểm cực kỳ quan trọng của Michael Soi. Đó không chỉ là tình huống 3 điểm đầu tiên của Michael Soi trong trận đấu này, mà nó còn cắt đứt được những tình huống thăng hoa của Chu Văn Tiêu Huỳnh. Huỳnh Hải soạt lọc còn 4 giây, và đó cũng là thời gian cuối cùng của hiệp đấu này. Cú ra tay của Devon Thomas, bóng may mắn đi vào rổ. Rất nhanh, Hồ Chí Minh City Wings một lần nữa lại tái hiện được kịch bản mà họ đã làm được ở hiệp đấu thứ hai. Một tình huống 3 điểm đáp trả, và nó một lần nữa lại đến ở những giây, những tích tắc cuối cùng của hiệp đấu. Và kết thúc hiệp đấu thứ 3, Đà Nẵng Dragon vẫn tạm thời dẫn trước Hồ Chí Minh City Wings với tỷ số 56-51. Những khán giả đang có mặt tại nhà thi đấu quân khu 5 đang làm hết sức mình để giúp tăng tinh thần của các cầu thủ đội bóng chủ nhà. Một không khí rất sôi động tại thành phố biển xinh đẹp này. Cú ném ba của Devon Thomas. Lần này thì Devon Thomas đã không gặp may mắn. Dũng Đức Chí đánh lừa được Huỳnh Thanh Tâm. Rất đáng tiếc cho Dũng Đức Chí khi bóng đi như thế nào. Michael Soi không có cú ném ba, một tình huống sức bóng ra ngoài. Lại là Dũng Đức Chí. Và lại là một cú ném hỏng. Parsons
Parson đã để mất bóng mất rồi. Một tình huống va chạm rất mạnh của Parson với hàng ghế Gosize. Khá may mắn là cầu thủ này đã không gặp bất kỳ một vấn đề gì về mặt chấn thương cả. Một tình huống nỗ lực cứu bóng của trung phong bên phía Hồ Chí Minh City Wings. Dưới vị trí được ném ngay, bóng bị hơi mạnh mất rồi. Bóng lên dành cho đội bóng làm khách. Dương Thanh Tâm, Dương Thanh Tâm vào sân thì sẽ đẩy Vincent Nguyễn ra là một shooter thực sự ở hàng ngoài. Cú chuyền ra đã bắt bài rất đơn giản của Yên Tâm, đây là Edward Houghton. Cú chuyền ra cho Michael Soy, cú ném ngay của Michael Soy và bóng đi vào rổ. Michael Soy đã nóng tay rất đúng lúc. Wilson, cú Kobe, đây là Thomas, một tình huống midrange của Thomas. Bóng nằm gọn trong tay của Tennessee. Michael Soyce, Edward và Vincent. Một tình huống đánh tăng vào vị trí của Parson và có hai điểm dành cho Edward Thornton. Khoảng cách đã được kéo giãn lên hai con số 61-51. Lê Ngọc Tú. Đây đã là hiệp đấu cuối cùng rồi. Và Đà Nẵng Dragons đang là đội bóng khởi đầu hiệp đấu thứ tư này tốt hơn. Kukovi đã nguội tay rồi. Hiệp đấu thứ ba thì anh đã có hai tình huống 3 điểm liên tiếp thành công. Michael Soyce lượt tiền một tiếng long thủ, bóng bị airborne và Tú Cô Bì đã đợi sẵn ở dưới để nhận bóng. Parsons, Wilson được chuyển sang weakside cho Parsons, vượt qua được Kenneth Sims. Trong tình huống vừa rồi thì chúng ta thấy Kenneth Sims đã rất vất vả trong tình huống di chuyển và anh dường như không có bất kỳ một động tác nào khi bị Parsons vượt qua. Vừa rồi là lỗi cá nhân thứ ba của Phạm Đức Kiên. Mùa giải VBA thực hiện năm 2021 thì Đức Kiên khoác áo đội tuyển quốc gia Việt Nam. Nhưng anh thực sự không có quá nhiều trận đấu được tham gia và để lại dấu ấn. Nhưng từ mùa giải năm nay khi quyết định khoác áo Đà Nẵng Dragons thì Đức Kiên đã được thi đấu nhiều hơn và cũng đã chứng tỏ được mình nhiều hơn. Trong trận đấu này thì Phạm Đức Kiên đang có cho mình 6 điểm. Và ở những trận đấu đã qua thì anh đã có trung bình 5,4 điểm và có tới 22 phút thi đấu mỗi trận. Áp lực đến từ trên tất cả khán đài tại nhà thi đấu quân khu 5. Nhưng không thể ngăn cản được Parson thành công pha phát đầu tiên.
2 điểm đến sau 2 pha đánh phạt của Parsons. Khoảng cách được rút ngắn xuống 8 điểm, 53-61. Edward. Người thay kèm Edward là Trần Văn Trung. Để chuyển vào bước sai cái Edward đã không tìm đến bất kỳ một người đồng đội nào. Trong tình huống đó thì Dương Đức Chí đã có một động tác di chuyển lên trên, nhưng Edward lại chuyền bóng xuống góc corner. Parsons và Phạm Đức Kiên. Edward ở đằng sau chờ sẵn. Một tình huống can thiệp rất chuẩn xác của Edward Horton. Trong thứ vừa rồi thì có lẽ Parsons cũng đã khá tức giận bởi các đồng đội của anh không có một sự liên lạc nào trong tình huống Edward Horton vươn lên. Edward. Đủ hay gì của Edward, và đây là Dương Đức Chí. Không có tình huống 3 điểm dành cho cầu thủ mặc áo số 29, nhưng vẫn là đội bóng chủ nhà đang có quyền kiểm soát bóng. Ông Phan Thanh Cảnh đang xin hội ý. Edward không có pha 2 điểm cho Edward, nhưng tình huống thi đấu rất nỗ lực của Phạm Đức Kiên để tạo cơ hội cho cú ném 3 của Mai Cửa Soi. Chỉ đáng tiếc là cú ném đó nó hơi mạnh mà thôi. Devon Thomas, tốc độ của Thomas, và 2 điểm không dành cho Thomas, rất đáng tiếc. Trần Văn Trung, Trần Văn Trung thử sức hỏi ném 3, và lỗi tấn công dành cho một cầu thủ bên phía Hồ Chí Minh City Wings. Có vẻ như lỗi thuộc về Devon Thomas trong tình huống vừa rồi. Lê Ngọc Tú và người đang cùng xuất hiện trên màn hình với anh là Triệu Hoàn Minh, là những cầu thủ trụ cột của bóng rổ thành phố Hồ Chí Minh. Đấu sẽ là 5 phút thử thách sự tự tin của các cầu thủ Đà Nẵng Dragons. Họ cần phải thực sự bình tĩnh, họ đang có một lợi thế rất lớn để có được chiến thắng đầu tiên của mình tại VBA năm nay. Devon Thomas sau chuỗi ngày thăng hoa với Đà Nẵng Dragons và Nathan Dolphin thì ngày hôm nay, sau khi bị dính foul trouble và ngồi ngoài khá lâu, thì khi trở lại anh cũng chưa thể hiện được quá nhiều. Hiện tại thì cầu thủ mang số 0 của Hồ Chí Minh City Wings mới chỉ có vỏn vẹn là 7 điểm mà thôi. Edward Horton. Điều hướng chạy bài khá tốt của Đà Nẵng Dragons để Kennison có vị trí tốt, nhưng anh đã bị block bởi Parsons. Bất chậm, đó là những gì mà Kennison vẫn đang thể hiện. Parsons không có lỗi của kỳ quan, sẽ chỉ có một tình huống phát biên dành cho Hồ Chí Minh City Wings mà thôi.
Ông Phan Thanh Cảnh có vẻ vẫn đang tiếc nuối tình huống Kennedy bỏ lỡ. Tại thời điểm này thì bên ngoài là thi đấu quân khu 5 trời đang mưa khá to. Nhưng ở trong sân quân khu 5 thì mọi thứ vẫn đang rất nóng. Và lên rổ ghi 2 điểm của Chí Ảnh. 55-61. Một tình huống trượt chân của một cầu thủ bên phía City Wings. Michael Soi bóng được trả ra cho tay ném Triệu Hoàng Minh. Hoàng Minh vẫn chưa có pha ba điểm nào trong trận đấu này. Sập lắm còn 6 giây. Edward Horton, một cú ném xa của Edward Horton. Bóng đã trở lại với quyền kiểm soát của Devon Thomas. Vincent Parsons. Một tình huống phạm lỗi của Triệu Hoán Minh. Lỗi cá nhân lần thứ 3 của Hoán Minh trong trận đấu ngày hôm nay. Chị ở mình mới chỉ có vỏn vẹn là 2 điểm mà thôi. Anh đã thực hiện 3 cú ném xa nhưng chưa thành công bất kỳ một tình huống nào. Nhưng mà Thomas đường truyền cho Chí Anh, một tình huống ném tầm trung. Và 2 điểm tiếp theo dành cho cầu thủ bão số 1. 4 điểm liên tiếp dành cho Manavik Chí Anh. Và xác định lỗi thuộc về Hải Đăng. Hải Đăng hôm nay cũng đã được sử dụng rất nhiều. Anh đã có gần 2 phút thi đấu. Michael Soi đã có 2 pha 3 điểm. Thành công một tình huống ở hiệp 3 và một tình huống ở diễn ra ở khoảng thời gian đầu hiệp thứ 4. Triệu Hoán Minh. Cú ném xa của Triệu Hoán Minh. Cú ném xa thứ 4 của Triệu Hoán Minh và nó cũng không có gì thay đổi so với 3 cú ném đầu tiên của anh và thậm chí vừa rồi còn là một cú ném airball. Cô Phan Thanh Cảnh là một trong những lý do chính khiến cho Triệu Hoán Minh lựa chọn Đà Nẵng Dragons trong những năm gần đây tại sự nghiệp PBA của mình. Như vậy thì so với 2 mùa giải đã qua thì mùa giải năm nay Triệu Hoán Minh thi đấu đã không còn giữ được phong độ quá cao của mình. Devon Thomas. Đây là một đợt tấn công rất quan trọng của City Wings. Chí Anh không có một tiếng Pierron. Bóng chạm tay Chí Anh đi ra ngoài biên. Let's go!
Sim. Chúng tôi cất lên trở lôi tấn công. Một lần nữa thì Everton phạm lỗi tấn công. Một tình huống turnover rất đáng tiếc của đội bóng Đà Nẵng Dragons. Hội ý dành cho đội bóng làm khách. Chắc chắn sau tình hội ý này, City Wings sẽ có một bài đánh cụ thể để mang về ít nhất là 2 điểm. Tiếp tục với 3 phút 30 giây cuối cùng của thi đấu thứ tư. Parsons, Chí Anh, bóng trả lại cho Parsons. Bebo Thomas, một tình huống chủ động contact nhưng ném lại Ebo mất rồi. Nhưng sau đó lại là một cú ném thành công ở vạch 3 điểm của Chí Anh. Một cú ném cực kỳ clutch của cầu thủ áo số 1 để rút ngắn tỷ số xuống chỉ còn là 1 điểm, 61-60. Edward Thornton đi vào trong, kích ra dành cho một cú ném xa và đó là một tình huống đáp trả thành công của Đà Nẵng Dragons. Cú ném vừa rồi thuộc về Dương Đức Chí. David Thomas vượt qua được Đức Chí. Đó là một tình huống có điểm và có một pha ném phạt tiếp theo dành cho Devon Thomas. Và đang có một cầu thủ của Đà Nẵng Dragon phải nằm sân sau tình huống vừa rồi. Lên rổ bằng tay trái và dùng tay phải để ngăn cản sự can thiệp của Phạm Đức Kiên. Một tình huống lên rổ rất kinh nghiệm của Devon Thomas, người đang phải nằm sân bên phía Đà Nẵng Dragon là cầu thủ đã có một pha phạt điểm thành công cách đây khoảng 20 giây, Dương Đức Chí. Có vẻ Đức Chí đã chuột rút rồi. Lại là một điểm cách biệt.
64 và 63. Một tấn công dành cho đội bóng chủ nhà. Kenneth Sims. Đức Kiệt. Một tình huống tiếp bóng rất nhanh của Vincent Nguyễn. Đường truyền dành cho Hải Đăng. Hải Đăng đánh lừa được Edward Thornton và đã có một tình huống phạm lỗi của cầu thủ mang áo số 11 bên phía Đà Nẵng Dragons. Đây đã là lỗi cá nhân thứ tư của Edward rồi. Nhưng điều quan trọng hơn là có vẻ những cầu thủ này đang bị đau sau tình huống tiếp đất của mình. Chúng ta cùng xem lại tình huống này. Một tình huống thi đấu rất bình tĩnh và tự tin của Hải Đăng. Nếu như Tân Hải Đăng thực hiện thành công hai pha ném phạt này thì City Wings sẽ một lần nữa vươn lên dẫn trước. Tân Hải Đăng là một cầu thủ còn khá trẻ. Năm nay anh 22 tuổi. Anh sinh năm 2000. Cú đá phạt đầu tiên bóng đi ra ngoài. Cả hai pha ném phạt đều không có điểm của Tân Hải Đăng. Kenneth Mitchell đã thi đấu rất cầu thả lượt truyền vừa rồi. May mắn cho trung phong của Đà Nẵng Dragons là Hải Đăng đã không tận dụng tốt tình huống lên rổ của mình. 2 phút thi đấu cuối cùng. Michael Soys. Hán Minh. Bóng trả lại cho Michael Soys, một tiếng đi truy và bóng rất đáng tiếc, dường như đã có một tiếng 3 điểm được rồi. Nhưng cuối cùng bóng lại lắc rổ đi ra ngoài. Parsons không có điểm. Đây là một khoảnh khắc cực kỳ quan trọng và vô cùng nhạy cảm. Devon Thomas vẫn là cầu thủ áo số 0. Shot clock còn 6 giây. Vincent Nguyễn lên rổ, không có điểm cho Vincent Nguyễn, nhưng Vincent Nguyễn sẽ được thực hiện hai pha ném phạt. So với Tân Hải Đăng thì chắc chắn khả năng ném phạt của Vincent Nguyễn là tự tin và tốt hơn rất nhiều. Và vừa rồi cũng là lỗi cá nhân lần thứ 5 của Phạm Đức Kiên. Foul out cho cầu thủ mang áo số 23. Mai Phước Thịnh là người được lựa chọn để thay thế. Đức Kiên foul out, còn Edward Thornton thì đang gặp phải foul trouble với 4 lỗi. Chắc chắn Hồ Chí Minh City Wings, ông Eric Olsen biết cách để có thể khai thác vào điểm yếu này của Đà Nẵng Dragons ở thời điểm toàn tham 64 đều. Và cả hai pha ném phạt đều thành công. Edward Thornton. Một tình huống pick and roll. Mitchell đã có lỗi của Parsons rồi. Parsons buộc phải phạm lỗi để Mitchell không có một tình huống đánh rổ ghi điểm đơn giản. Đây mới là tình huống được ném phạt đầu tiên của Kenneth Mitchell. Và ném
đầu tiên khá lỏng tay của trung phong bên phía đội bóng chủ nhà. Còn pha bóng thứ hai thì bóng đã lạc rổ đi ra ngoài. Phút thi đấu cuối cùng, one point game. Parsons và Kenneth Mitchell. Hải Đăng vượt qua được Hán Minh, bóng được kích ra cho vị trí trống trải cho Parsons. Không có điểm dành cho Chiêu City Wing, cơ hội một lần nữa thuộc về đội bóng chủ nhà Chiêu Hán Minh. Đường chuyền cho Michael Soy, Michael Soy đi bóng ra ngoài. Shot clock còn 9 giây. Phương Thịnh, Phương Thịnh và Hải Đăng, Phương Thịnh lại lập bập để mất bóng rồi. Shot clock còn 3 giây, cú ném xa của Michael Soy, bóng đi chạm mép rổ. Và 24 giây mất rồi, 24 giây không ném rổ. Có lẽ trong dây chuyền vừa rồi thì có một chút vấn đề đến từ vị trí của Mai Phước Thịnh khi anh đã bị trượt chân. Nếu không thì Phước Thịnh cũng đã có một khoảng trống để thực hiện một tình huống ném rổ đơn giản. Rất có thể sau đợt tội ý này thì ông Phan Thanh Cảnh sẽ để các người học trò của mình phạm lỗi, đổi lỗi đến thời gian. Giờ đây thì với việc nằm lỗi đồng đội lại đang là một lợi thế dành cho Đà Nẵng Dragons để triển khai chiến thuật này. Nếu như Đà Nẵng Dragons thất bại trong trận đấu này thì quả thực đây là một thất bại rất đáng tiếc dành cho đội bóng sông Hàn. Dường như họ đã rất gần với chiến thắng rồi. Và một lần nữa thì họ lại để hiệp đấu thứ tư cho Hồ Chí Minh City Wing vươn lên. Tuy vậy thì có một chút khác biệt so với trận đấu trước của hai đội khi City Wing có một chiến thắng blowout ở hiệp đấu cuối cùng. Trận đấu này thì họ mới chỉ có một điểm là lợi thế ở 12 giây cuối cùng mà thôi. Những điều quan trọng là sau đợt thổ ý này thì Hồ Chí Minh City Wing lại là đội bóng được kiểm soát bóng. Đà Nẵng Dragons họ còn một lần có hội ý, trong khi đó City Wing còn hai lần. Michael Soy đã có 2 pha 3 điểm thành công. Hiện tại thì cầu thủ mang áo số 3 của đội bóng chủ nhà đã có cho mình 10 điểm. Còn đây là Devon Thomas, cầu thủ mang áo số 0 có cho mình 13 điểm. Trong khi đó thì Tyler Parsons đã có 21 điểm. Parsons sẽ là người phát biên chắc chắn rồi. City Wing sẽ lựa chọn cầu thủ ném phạt tốt nhất để nhận bóng. Bóng ra ngoài và phần xác định bóng đã chạm, sẽ chạm tay của Kenneth Mitchell. Và trọng tài sẽ xem lại tình huống này để đưa ra một quyết định chính xác hơn ở thời điểm vô cùng quan trọng này. Có vẻ như đã không có một tác động nào của Kenneth Mitchell trong tình huống vừa rồi.
giây phút mà Insto Wembley Center phải hoạt động hết công suất để giúp trọng tài có một quyết định chính xác nhất. Và nếu như bóng thuộc quyền kiểm soát của Đà Nẵng Dragons thì rất có thể Hồng Phan Đức Cảnh sẽ sử dụng quyền hội ý cuối cùng của mình trong trận đấu ngày hôm nay. Như vậy là trọng tài quyết định bóng sẽ thuộc quyền kiểm soát của Hồ Chí Minh City Wings. Vẻ mặt rất trầm tư của Phan Đình Cảnh sau khi biết được quyết định cuối cùng của trọng tài. Và sẽ tiếp tục là người phát biển. Trevor Thomas cần phải phạm lỗi ngay, thời gian không còn nhiều. Trevor Thomas sẽ được thực hiện hai pha ném phạt. Tỷ lệ ném phạt của Trevor Thomas đang là 100%, nhưng anh mới chỉ thực hiện một lần mà thôi. Điểm số thứ 66 cho Hồ Chí Minh City Wings. Nếu như tình huống ném phạt tiếp theo thành công thì chắc chắn ông Phan Đình Cảnh sẽ gọi hội ý. Bóng không đi vào rổ. 8 giây cuối cùng. Đội tuyển Thornton chỉ cần 2 điểm thôi. 2 điểm tính dành cho đội tuyển Thornton để san bằng cách biệt 66 đều. Trận đấu tiếp tục 3 sân, nhưng đã không kịp mất rồi và trận đấu sẽ phải diễn ra bước vào hiệp phụ. Một tình huống thi đấu rất nhanh và cũng rất hiệu quả của Edward Houghton. Và lên rổ vừa rồi đã khiến cho nhà thi đấu quân khu 5 nổ tung. Đây là cổ động viên của Đà Nẵng Dragons. Họ đang vô cùng vui sướng. Tuy vậy thì Đà Nẵng Dragons cũng sẽ phải mang một thương tích đầy mình bước vào hiệp phụ thứ nhất. Họ đã không còn Phạm Lữ Kiên và có hai cầu thủ gặp phải foul trouble. Đó chính là Edward Thornton, người đã vừa ghi điểm số 66 cho đội bóng này, và Triệu Hoán Minh cũng đã có 4 lỗi cá nhân. Và chúng ta cùng bước vào hiệp phụ thứ nhất trong trận đấu giữa Đà Nẵng Dragons và Hồ Chí Minh City Wings.
Đây là trận đấu thứ hai tại VPL này phải bước vào hiệp phụ. Trận đấu đầu tiên phải sử dụng hiệp phụ đó là trận đấu giữa Thăng Long Warrior và Hồ Chí Minh City Wings. Hải Đăng, hai điểm đầu tiên tuyển phụ đã thuộc về Hồ Chí Minh City Wings. Trong trận đấu trước, một trận đấu cũng phải thi đấu ở hiệp phụ, thì Hồ Chí Minh City Wings đã vượt qua đội bóng chủ nhà Thăng Long Warriors với tỷ số 91-83. Đó là trận đấu trong khuôn khổ game đấu thứ 3 của VB năm nay. Trong trận đấu đó thì Marco Chí Anh và Tú Gobi đã có hai tình huống 3 điểm vô cùng quan trọng để mang về chiến thắng cuối cùng cho City Wings. Còn trận đấu này chúng ta hãy cùng chờ xem một kịch bản nào sẽ được diễn ra. Michael Soyce. Có vẻ như lỗi thuộc về Lê Ngọc Tú. Mitchell cần phải đánh vào vị trí này nhiều hơn. Một tình huống thi đấu tốt của Mitchell nhưng anh lại tự bỏ lỡ đi cơ hội của mình. Rất vụng về. Phản công nhanh cho Hồ Chí Minh City Wings. Nếu mà Thomas quá nhanh và quá nguy hiểm nhưng cũng rất chính xác. 70-66. Hai vô thịnh, một tình huống long thủ. Bóng không đi vào rổ. Một Thomas đã đánh chậm lại. Chỉ tụi mình đang là đội chiến ưu thế. Đội chuyền tốt của Thomas cho Hải Đăng. Lại là cầu thủ mang số 0. Quá nhiều không gian và khoảng trống. Nhưng Thomas lại không tận dụng được tình huống ném 3 điểm của mình. Michael Soyce. Edward Thornton. Rick and Rose. Một cú ra tay rất nhanh của Parson để đưa bóng ra ngoài biên. Nếu như Kenasim thi đấu tận dụng và chắc chiu hơn thì có lẽ Đà Nẵng Dragon đã không phải vất vả đến như vậy. Không chỉ trong trận đấu này mà có lẽ trong những trận đấu đã qua nữa. Võ Thái Cường. Pick and pop và 3 điểm dành cho Mitchell. Quá bất ngờ. Trong một trận đấu thì rõ ràng chúng ta không thể nói trước được điều gì. Mặc dù có thể anh gõ bảng trượt nhưng anh lại ném 3 thành công. Không ai có thể nghĩ được một kịch bản như vậy diễn ra trong tình huống vừa rồi. Để vào Thomas. Hải Đăng. Đường truyền đã bị bắt bài. Triệu Hoán Minh. Michael Soyce. Thời gian còn rất nhiều, shot clock còn hơn 10 giây. Đường truyền vào trong cho Edward Thornton và lỗi thuộc về Lê Ngọc Tú. Lỗi cá nhân lần thứ 3 của Tú Kobe. Tú Kobe đã để cho Edward chiếm được vị trí, chiếm được không gian ở phía sau, khiến cho anh rất bị động trong tình huống phòng ngự vừa rồi. Tỷ số bây giờ chính xác là 70 đều. 71-70. Đà Nẵng rơi gần vươn lên.
Ngọc Tú. Ba sân. Một tình huống đánh vào low post của Devon Thomas. Không có lỗi. Chúng ta cùng chờ xem có điểm hay không. Đó là một tình huống thổi lỗi kỹ thuật dành cho Michael Soy vì đã có một tình huống ăn vạ. Ông Eric Olsen và những học trò của mình cho rằng đó là một tình huống phải cân bằng điểm cho Devon Thomas. Nhưng hai vận điểm vừa rồi không được công nhận. Và Hồ Chí Minh City Wing sẽ được hưởng một pha ném phạt. Và người được chọn để ném phạt bên phía đội bóng làm khách là Vincent Nguyễn. Một tình huống phát biên cho City Wings sau tình huống ném phạt vừa rồi. Trọng tài đã cho rằng tình huống ăn vạ của Michael Soy diễn ra trước tình huống bóng cổ của Devon Thomas. Đến cho hai điểm của Thomas không được công nhận. Sập lớp còn 5 giây. Rất tử tốn. Không hiểu Kennesim làm gì trong tình huống vừa rồi. Cơ hội vẫn dành cho Devon Thomas. Một sai lầm tai hại đến từ vị trí của Kennesim. Anh quá chậm và cũng quá vùng vẩy trong tình huống đó. Án mình. Lại là một tình huống turnover. Lại thêm một tình huống TO chí mạng của Đà Nẵng Dragons. Vừa rồi cũng là lỗi cuối cùng mà Hán Minh có thể thực hiện trong trận đấu này. Anh đã có một đường truyền rất 50-50 và chính anh cũng là người lùi về để cố gắng sửa sai. Các bạn còn nhớ trong trận đấu đầu tiên của mình tại nhà thi đấu quân khu 5 của Đà Nẵng Dragons thì cũng những tình huống trên turnovers rất đáng tiếc của Đà Nẵng Dragons đã khiến cho đội bóng này thất bại. Đó là đường truyền về sân nhà backup violation của Quốc Cường và tình huống phát biên bị thổi lật 5 giây của Edward Houghton. Ngày hôm nay thì có vẻ như kịch bản tương tự đang được lập lại khi mà Đà Nẵng Dragons đã để mất hai tình huống bóng cực kỳ đáng trách. Một phút 30 giây. Và Đà Nẵng Dragons thì đã hết hội ý rồi. City Wing vẫn còn một quyền gọi hội ý nữa trong hiệp phụ này.
Và phạt đầu tiên không có điểm cho Parsons. Nhưng bóng lại đập ra đúng vị trí của Parsons. Devon Thomas được cú ném ngay của Thomas và cú ném đó rất thiếu chính xác. Michael Soy lại là một tình huống turnover. Cả 6 điểm của Hồ Chí Minh City Wings ở hiệp phụ này đều đến như từ những tình huống để phát bóng của đội bóng Đà Nẵng Dragons. Devon Thomas cầm bóng bằng ngay lập tức bị double team. Với việc sử dụng quá nhiều cầu thủ trên hàng men bên phía Đà Nẵng Dragon khiến cho Hồ Chí Minh City Wings sẽ có nhiều lựa chọn hơn để bắt tắt bầu tìm những cầu thủ quan trọng của đội bóng đối thủ. Vừa rồi là tình huống phạm lỗi của Hải Đăng và cầu thủ này cũng đã bị phao ảo với 5 lỗi cá nhân. Kết thúc trận đấu của mình với 6 điểm, một trận đấu không tồi của cầu thủ sinh năm 2000. Điểm số thứ 72 dành cho đội bóng chủ nhà. Một hình ảnh rất buồn đến từ bàn ghế chỉ đạo của đội bóng Đà Nẵng Dragons. Pha phạt thứ hai bóng không đi vào rổ nhưng vẫn là đội bóng chủ nhà. Cú ném xa, bóng đã chạm vành và lăn ra ngoài. Phút thi đấu cuối cùng. Thế sự nhất. Được dẫn trước 3 điểm thì City Wings dễ đánh hơn rất nhiều, nhưng bây giờ nó đã là con số 5 rồi. Michael Soy. Giờ đây thì có lẽ Đà Nẵng Dragons sẽ trông mong vào những cú đem xa của Michael Soy chẳng. Còi cất lên dành cho lỗi của một cầu thủ bên phía City Wings. Với việc cái ném Mitchell ném phạt cũng không phải là quá xuất sắc. Vì thế City Wings hoàn toàn chủ động phạm lỗi trong những tình huống như này. Tỷ lệ ném phạt của Kenneth Mitchell đang là 0-100, 0-2. Và là 0-3. Đà Nẵng Dragons đang phải đứng trước trận thua thứ 6 của mình. Trận thua thứ 6 liên tiếp mà họ vẫn chưa thể tìm được một chiến thắng nào tại VBN năm nay. Đội bóng đã chủ động đánh chậm lại. City Wings đang dẫn trước với khoảng cách là 4 điểm. Với việc không còn hội ý khiến cho ông Phạm Thành Cảnh cũng không thể đưa cho những học trò của mình những phương án thi đấu ở thời điểm này. Hai điểm được tính dành cho Devon Thomas và thậm chí đó là một pha and one. Và có lẽ mọi thứ đã chấm hết dành cho Đà Nẵng Dragons. Và đó là lỗi cá nhân thứ 5 của Edward Thornton. Đội bóng sông Hàn đã dành cho những cổ động viên có mặt tại nhà thi đấu quân khu 5 những giây phút sống trong niềm hạnh phúc ở những giây phút cuối cùng khi bộ thứ tư khi san bằng cách biệt. Nhưng cuối cùng thì họ lại mang về một nỗi buồn tiếp theo dành cho đội bóng của mình. Nhưng một lần nữa họ dường như đã tự để cho những gì cố gắng trong suốt 4 hiệp thi đấu chính thức tan vỡ bằng những tình huống turnover ở hiệp phụ này.
Và với việc tung toàn bộ dàn Ben vào sân thì có lẽ ông Phan Anh Cảnh cũng đã xác định thất bại thứ 6 của mình rồi. Cú ném của Võ Thái Cường nó không đi vào rổ. Tình huống tấn công vừa rồi kết thúc không thực sự như ý cho Võ Thái Cường, và nó cũng kết thúc một trận đấu đáng quên khác của Đà Nẵng Dragon tại mùa giải VV năm nay. Ngay bây giờ chúng ta hãy cùng đến với cuộc trò chuyện với cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu ngày hôm nay. '79-'73, một trận đấu rất căng thẳng và nó đã phải diễn ra ở một khoảng thời gian 5 phút thêm của hiệp phụ. Và đây là lần thứ hai Hồ Chí Minh City Wings giành chiến thắng ở hiệp phụ. Và bên phải tôi đây, bên cạnh tôi đây đang là cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu, Devon Thomas của Hồ Chí Minh City Wings. Congratulations, bros. Thank you so much. It's the second time you have to play in the overtime. So how do you feel when the overtime come? It feels good to win in overtime. You know, it was a lot of mistakes, especially for me. I had a lot of mistakes, but man, the team came together, everybody stepped up, and it's a beautiful win, especially winning on the road. And in overtime, it shows that you can overcome adversity, because we faced a lot of adversity here with, you know, the crowd, the players, Danang, shout out to them, they played extremely hard. Their record doesn't reflect that, but man, tough team to beat. That's a tough team that's going to be in this league, you know, tough team. You have a bad start of the game when you have four troubles, and yes, you have to rest hold the second cutters. Yep. So do you feel that you have a chance in the next games? You know, it happens. That's basketball. Some games you're going to be in foul trouble. You know, some games the refs ain't going to call it your way. Still, control what you can control. Cheer your teammates on. Encourage them. You know what I mean? Shit like that. And that's what I was doing, you know, just giving my teammates the confidence. And they instilled it right back into me. You know, they told me, you know, keep my head up even though you're in foul trouble. You know, I didn't play great. I think personally I played terrible, but you know, a win's a win. You know, move on, go back to Ho Chi Minh now. We done with the road games. Now we back at Ho Chi Minh. We can relax,
And you know, good first half of the season, good first six games. Do you feel that you can think about the playoff right now? I'm not really thinking about the playoffs. You know, I don't look too far ahead. I'm focused on the next game. So we're gonna get back, look at the schedule, look who our next game is, and that's what we focus on. Playoffs is gonna come, man. We worry about that down the road. We worry about the next game, fix our mistakes from this game, because you watched the game, a lot of mistakes on us, a lot of turnovers, it was wet out here. But we adjusted, we learned from it in game, and we'll watch film and learn from it and get ready for this next game. Congratulations again, and wish you luck to the next game, right? Yeah. Vâng, vừa rồi chúng ta đã có một cuộc trò chuyện với cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu ngày hôm nay, đó là Devon Thomas của Hồ Chí Minh City Wings. Thì anh có nói rằng là đây là trận đấu thứ hai mà anh phải thi đấu ở khoảng thời gian hiệp phụ, và anh rất tự tin khi mà phải thi đấu, khi mà hiệp phụ bước vào. Mặc dù thực sự mà nói ngày hôm nay thì rất nhiều khán giả đã đến nhà thi đấu quân khu 5 để cổ vũ cho đội bóng Đà Nẵng Dragons. Và với việc anh gặp phải foul trouble khi mà anh ở ngoài thì anh vẫn tự tin với những người đồng đội của mình thi đấu bên trong. Và với việc anh ở ngoài, đó sẽ là tạo cơ hội cho những cầu thủ trẻ, những cầu thủ như Hải Đăng hay những cầu thủ khác có thể cơ hội thi đấu, cơ hội khẳng định mình. Và sau tối nay thì cả đội bóng Hồ Chí Minh City Wings sẽ trở lại với Hồ Chí Minh City Wings và thư giãn một chút, bởi vì anh chưa muốn nghĩ đến vòng đấu playoff vào thời điểm này. Mục tiêu của anh là chiến thắng từng game một. Vâng, một trận đấu căng thẳng, và rất đáng tiếc là đội bóng Đà Nẵng Dragon vẫn chưa thể tìm ra được một chiến thắng đầu tiên của mình tại VBM này, mặc dù họ đã tiến sát đến rất gần rồi. Xin chúc mừng Hồ Chí Minh City một lần nữa, và xin chúc cho Đà Nẵng Dragon có thể may mắn ở trận đấu sau. Và vừa rồi chúng ta đã chứng kiến diễn biến trận đấu giữa Đà Nẵng Dragons và Hồ Chí Minh City Wings, một trận đấu rất căng thẳng của VBA, và tôi tin rằng những trận đấu kế tiếp sẽ mang lại sự hấp dẫn khác nhau, và chúng ta hãy cùng chờ đón xem những trận đấu tiếp theo tại VBA năm nay.